Rồi, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em cái túi quải chéo ha, túi quải chéo với loa với cái bẫy thòng đa năng nha anh em. Thì mấy cái mẫu này thì bên em bán nhiều lắm, thì đặc biệt là mấy cái dòng loa nha. Thì loa bên em là bán cái dòng loa WS898 nha anh em. Thì lúc trước thì em bán cũng nhiều loại lắm nha anh em, loa đứng loa gì em bán đầy đủ hết trơn luôn. Giá thành thì đủ giá hết từ 4-500, 7-500, 900, 1 triệu, 1 triệu mấy đều có đầy đủ cho nghe nè. Thì riêng có cái dòng này là cái dòng loa giá nó dòng chung mà xài nó bền lắm nè. Rồi sau này thường là em bán thì thấy anh em là mua mấy cái mẫu này nhiều, nên sau này em nhập bán hàng này luôn nghe nè. Thì cái loa này là loa WS88 ha, hàng điện tử mà mình xài 5-6 năm là bình thường cũng hư hao nó chân là nó ok lắm nghe nè. Mẫu này xài ok lắm, cầm pin cực kỳ luôn. Thì cái loa này thì em bán nhiều lắm nghe nè, bán nhiều lắm. Thì trong này thì nó đầy đủ phụ kiện cho mình hết trơn, đầy đủ luôn cho nghe anh em, tặng 3 pin rồi đầy đủ hết. Mấy cái loa này thì nó có tính năng đời mới là như là bluetooth rồi đầy đủ cho nghe anh em, mình có thể bắn bluetooth rồi đầy đủ cho ha. Còn cái đã lắm, loa này bán nhiều lắm. Này thì mấy cái này chút sách đi giao khách luôn nha anh em. Thì loa thì em bán nhiều lắm, loa thì nhớ luôn nha. Thì cái loa không hiện tại thì em đang bán giá là 480 nha anh em. Loa bên em là loa mới 100% nha, không phải như là loa sửa lại rồi dán tem hay gì bán anh cho anh em nha anh em. Anh em có quyền nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nha. Thì bên em là loa mới 100% nha anh em, loa mới 100% nha. Thì khi mà anh em đặt loa thì em cũng không có giao liền nha anh em, thì em test một ngày coi độ cầm pin với tính năng nó đầy đủ hết rồi em mới giao cho anh em. Thì em cũng để bên chùa cu bản anh em, thì em test người đầy đủ hết giao về cho anh em là xài luôn nha anh em. Thì mấy mẫu loa này bền lắm. Thì cái loa không là em bán 480 nha anh em. Còn mà nếu mà anh em mua thẻ nhớ rời á, thì nhớ rời là một cái thẻ là một tiếng ngày là 150.000 cái nha anh em. Còn tiếng đêm á là một con là 150.000 ha. Thì đặc biệt là tiếng chuyên đêm bên em nha, chuyên đêm bên em ông bán nhiều lắm, khủng luôn nha anh em. Ngày đi 7-8 cái thẻ là bình thường. Thì cái tiếng chuyên đêm bên em ha, tiếng chuyên đêm cũng cái thẻ vậy là bán 150.000 nha. Thì thẻ là thẻ 2GB hoặc 4GB, 2GB hoặc 4GB nha anh em. Tiếng chim ngày thì 150.000 một cái thẻ. Còn mà như anh em á, anh em mà mua lo kèm thẻ luôn á, giống như là em cài tiếng chim giùm cho anh em nha, cái lo thì nó là 4.8, còn cái thẻ nữa là 5.6 nha anh em. Thì thẻ không là em bán 150.000, cũng như là em cài giùm cho anh em luôn ha. Rồi tiếp tục là em giới thiệu cho anh em là cái bẫy thòng đa năng nha. Thì cái bẫy thòng đa năng này á là bên em làm nhà nha anh em. Thì làm bằng khuôn thép AC ha. Đây là khuôn thép AC nè, xếp AC nha. Cái mấy cái mối chỗ mà cái cọng cáp này là bên em quấn đồng nha nè, quấn kỹ chắc cực kỳ luôn ha. Còn gỗ này anh em nhìn ha, gỗ này nhìn này quyết gỗ tốt rồi nghe nè, cứng lắm. Còn cây nấm thì nấm. Còn cái bị ngang của nó, ngang nó 40 nha em, ngang 40 dài mà giờ cái cầm xuống là 30 nha em. Thì một bộ gì đây là 10 khuôn, bộ gì đây là 10 khuôn ha. Thì cái này em bắt được tất cả các loại con nào mà nó chui ngang lỗ này nha anh em, chui ngang lỗ này là chết nha, thậm chí những trồn đèn luôn nha anh em. Thì hiện tại thì em đang bán giá là 330 bao phí nha. Mẫu này em bán giá là 330 bao phí cho anh em nha anh em. Em cần mẫu này thì alo em. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là một cái ba lô nha anh em, cái túi đeo chéo ha. Thì cái túi đeo chéo này thì lúc trước em không, bên em không có may thêm cái túi đựng lo này, may thêm túi đựng lo nha anh em. Này chắc lắm, cái giải may bằng giải dày cực kỳ luôn nha anh em, dày ha. Còn ở trong này anh em coi may nè, như lớp cái lớp da giải dày nó qua nhiều lớp đó. Khi mà trời mưa là gì nó cũng không có thấm được vô trong nha anh em, cũng trong dày lắm, nhiều lắm. Cái này rộng rãi lắm, mình đựng lo đựng bẫy đựng trong này được hết trơn nha anh em. Thì cái mấy cái quay đeo đồ đó thì bên em may kỹ lắm nè anh em coi nè, may nhắc sổ em nhận, đặc biệt là thợ bên em nhận là may mấy cái mối quay đeo là may kỹ lắm, kỹ lắm nha nè. Dây kéo này dây kéo loại ha. Thì cái túi đeo chéo này hiện tại thì em đang bán giá là 170 nha anh em. Anh em cần mẫu túi đeo chéo này thì alo em.